Thưa quý vị, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ ngày 5 tháng 8, các doanh nghiệp viễn thông sẽ hỗ trợ gói dịch vụ lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó sẽ tăng 2 lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến, miễn phí truy cập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone và tăng thêm dung lượng data cho tất cả các gói cước. Đối với tỉnh Yên Bái, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ngay từ cuối năm 2020, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ nhằm chung sức cùng chính quyền địa phương và người dân vượt qua đại dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ cuối tháng 7 năm 2021, Viễn thông Yên Bái đã hỗ trợ lắp đặt miễn phí đường truyền Internet tốc độ cao tại 9 chốt kiểm dịch của tỉnh Yên Bái. Với tốc độ lên tới hàng trăm megabyte, đã giúp cho các cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây thực hiện công việc chuyên môn hiệu quả. Trong đó đảm bảo việc khai báo y tế của người dân được nhanh chóng, chính xác và gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, VNPT Yên Bái đã tổ chức cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo điện tử tại các chốt kiểm dịch, miễn phí cước điện thoại cho lực lượng tham gia phòng chống dịch. Được sự hỗ trợ hướng dẫn của VNPT Yên Bái đã tiến hành lắp đặt hệ thống đường truyền, cơ sở dữ liệu và phần mềm khai báo y tế. Qua phần mềm này thì người dân cũng đã được tiếp cận những khai báo chính xác, khoa học và đảm bảo thời gian cho người dân, đảm bảo lưu thông phương tiện. Khi dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2020, VNPT đã hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng cùng tỉnh Yên Bái thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong đó gửi tin nhắn tuyên truyền về dịch bệnh đến tất cả các thuê bao, tăng gấp đôi băng thông cho tất cả các gói cước Internet cáp quang với giá không đổi, miễn phí cước truy cập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế và với ứng dụng Bluezone. Đặc biệt, tập đoàn VNPT đã ủng hộ 400 tỷ vào quỹ vaccine phòng COVID-19 với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đất nước và người dân sẽ sớm được tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin Truyền thông với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư, VNPT Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ như đã cam kết. Với cái chính sách của VNPT hiện tại thì đối với các lực lượng tuyến đầu như là công an, quân đội, hậu cần, y tế, thì VNPT có thực hiện những cái gói cước về di động, gói cước không đồng để thực hiện hỗ trợ các cái đối tượng tuyến đầu. Hiện tại thì VNPT Yên Bái đã nâng nhân đôi tốc độ đối với tất cả các đường truyền Internet trên địa bàn toàn tỉnh để hỗ trợ cho khách hàng được trải nghiệm cái dịch vụ tốt hơn trong cái dịch Covid này. Và thứ hai nữa là đối với các cái gói cước mới của Vinaphone, ví dụ như là VX3 và VX7, thì khi mà khách hàng thực hiện đăng ký những gói cước này thì VNPT sẽ đóng góp 5.000 đồng trên một gói cước vào quỹ hỗ trợ vaccine. Chiếm 70% thị phần viễn thông của tỉnh Yên Bái với trên 435.000 khách hàng. Từ năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Viettel Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản phẩm dịch vụ viễn thông cho khách hàng. Trong đó, miễn phí data, cước gọi, tặng SIM cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cho trên 100 người, tặng 2 lần băng thông dịch vụ cố định băng rộng. Mới đây nhất, chung sức cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, Viettel Yên Bái đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế triển khai nhiều nền tảng công nghệ thông tin miễn phí như nền tảng khám chữa bệnh từ xa, telehealth, nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19 và nền tảng quản lý đối tượng cách ly. Cùng với đó, từ ngày 5 tháng 8 năm 2021, Viettel Yên Bái đã lắp đặt mạng cáp quang miễn phí cho 7 cơ sở cách ly tập trung trong toàn tỉnh. Không chỉ từ năm nay mà Viettel đã thực hiện từ năm 2020. Ví dụ như là nâng băng thông dịch vụ cố định băng rộng lên gấp 2 lần so với gói cước. Rồi tặng thêm dung lượng cho các cái gói cước data thêm 50% cái dung lượng. Rồi đối với các cái cơ sở cách ly điều trị bệnh thì Viettel là cung cấp miễn phí các cái đường truyền truy cập Internet cáp quang. Rồi tặng SIM nếu như khách hàng hoặc là tuyến lực lượng tuyến đầu có nhu cầu, và tặng miễn phí các cái gói cước di động. Thì các cái gói cước này thì cơ bản đáp ứng được tối đa cái nhu cầu sử dụng của lực lượng tuyến đầu cũng như là người dân trong khu vực cách ly. Trong giai đoạn hiện nay, các nền tảng số, nền tảng công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các cơ quan đơn vị, người dân tránh tụ tập đông người và khuyến khích làm việc trực tuyến. Do đó, việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng cùng chính quyền địa phương cài đặt các phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh là việc làm cụ thể của các doanh nghiệp viễn thông cùng các cấp, các ngành, các địa phương phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả.